Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh CryptoCoin. Mình là Tuấn Cơ, mình sẽ đồng hành và hướng dẫn anh em tham gia những sự kiện airdrop, mining, giveaway từ những dự án uy tín và chất lượng trên thị trường crypto. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn anh em tham gia một sự kiện airdrop đến từ dự án Meta Trans Metrox. Đây là một dự án về thể loại game NFT và anh em có thể sưu tập những bộ NFT từ dự án này. Về dự án này được chạy trên nền tảng blockchain đó là Binance Smart Chain về mạng Solana. Về dự án này là một dự án game dành cho PC năm 2022. Về tổng giá trị của phần thưởng đến từ sự kiện này là 50 triệu token có ký hiệu là DRE. Về tương ứng có giá trị là khoảng 1 triệu đô la khi dự án này list sang. Về mỗi người tham gia và hoàn thành tất cả thì anh em sẽ nhận được là 100 token DRE trên một ví. Về anh em cũng có thể copy concept của dự án này để tích hợp vào ví MetaMask của mình trên nền tảng là mạng Binance Smart Chain, đó là Solana. Rồi, để tham gia vào sự kiện airdrop đến từ dự án Meta Trans Metrox, anh em click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó anh em tiến hành click vào Next. Tiếp theo anh em tiến hành trả mạng Camche. Rồi, sau đó anh em tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Thì có 3 nhiệm vụ mà anh em cần phải làm. Đó đầu tiên là đó là join group và channel. Anh em tiến hành join group. Tiếp theo anh em tiến hành join channel. Sau đó anh em tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi anh em like về review bài post này và nhắn tin với người bạn của mình. Rồi anh em tiến hành nhắn tin. Sau đó anh em tiến hành làm nhiệm vụ subscribe kênh YouTube. Rồi anh em quay trở lại chatbot, anh em click vào next. Sau đó anh em tiến hành gửi địa chỉ ví, anh em có thể gửi địa chỉ ví Solana hoặc là địa chỉ ví BEP20 tùy vào anh em. Mình sẽ gửi địa chỉ ví MetaMask mạng Binance Smart Chain. Rồi anh em tiến hành copy địa chỉ ví và gửi về support. Rồi sau đó anh em click vào Balance để kiểm tra thông tin của mình. Về sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, anh em sẽ nhận được 100 đồng coin có ký hiệu là DRE. Về để nhận thêm phần thưởng đến từ sự kiện này, trong thời gian diễn ra sự kiện, anh em có thể copy link rep của mình và bạn bè hoặc người thân của anh em tham gia vào sự kiện này. Cứ mỗi một người anh em mà được để tham gia vào sự kiện này, anh em sẽ nhận được lại thêm 20 đồng coin này. Rồi cho đó anh em click vào withdraw. Sau khi anh em click vào withdraw là anh em đã tạo một cái lệnh để mình rút cái đồng coin này về ví của mình. Về đồng coin này sẽ về ví của anh em sau 72 tiếng. Vậy là mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện airdrop đến từ dự án Meta Trans Metrox. Về theo như mình tìm hiểu trên website của dự án này, anh em website của dự án khá là đẹp mắt. Về có rất nhiều chế độ như PvE, đánh boss và PvP về dự án game này. Về tổng cung token đến từ dự án chỉ có 1 tỷ token. Về trong đó chỉ có lên 50% chạy trên nền tảng blockchain, 50% chạy trên nền tảng Solana. Về airdrop thì chiếm hết lên 5% trên tổng cung token.
Bên đây là các NFT ở các base trong game để anh em có thể sưu tập. B, anh em có thể kiếm đồng token mình NFT này. Đây anh em có thể thấy các sự tiến hóa từ các base level của anh em. Cái này điểm mắt và chỉ sao. Ngoài ra thì sắp tới thì dự án này sẽ tạo ra một cái marketplace để anh em có thể mua bán và trao đổi những cái quẹt trứng hay là dòng token, hay là anh em có thể mua bán một khoản NFT đến từ dự án này. Ngoài ra đội ngũ phát triển của dự án để lộ diện và anh em có thể check được ở những thông tin thành viên trong team của dự án này trên LinkedIn. Về đây là partner của dự án này, cũng khá là chuyển sở. Có rất nhiều sàn như Bitmax để cũng là partner của dự án này. Về thông tin này vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu và mình vẫn chưa xác thực là những cái partner này đúng với dự án đưa ra hay không. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Anh em nhớ để lại một like và một comment. Nếu mà anh em có thắc mắc vấn đề về dự án này như thế nào, tôi xin hãy comment bên dưới video này để mình có thể giải đáp thắc mắc cho anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo với những dự án kinh tế tiềm năng.